không được giáo hội chính thống ủng hộ. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện một mình ở nhà thờ chánh tòa Sofia, Bulgaria. Trước khi đến Bắc Macedonia vào sáng thứ ba ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đến Bulgaria hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 5. Đây là vùng đất tế nhị để Đức Francisco có thể đề cập đến việc hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô vì giáo hội chính thống Bulgari từ chối tham dự các buổi lễ của Đức Giáo Hoàng. Hình ảnh của ngày Chủ nhật, Đức Francisco cầu nguyện một mình ở nhà thờ chánh tòa Sofia trước tượng các thánh Cyril và Methodio, hai thánh rao giảng tin mừng cho các dân tộc Slaver. Một mình vì giáo hội chính thống từ chối tham dự các buổi lễ của Đức Giáo Hoàng. Khi đến Bulgaria, đức phan đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại giữa các tôn giáo ngài nói tôi xin chào các cộng đoàn kitô hữu trong thân tình tôi xin tái khẳng định với anh chị em xác tín mạnh mẽ rằng các dạng dạy tôn giáo mời gọi chúng ta tiếp tục gắn bó trong các giá trị hòa bình và đề cao đến các giá trị hiểu biết hỗ tương một chuyến đi với các chủ đề xã hội Đức Francisco đến Bulgaria vượt lên chiều kích tôn giáo để phát triển các vấn đề xã hội. Ngày thứ hai, Ngài đến thăm một trung tâm tị nạn. Ngay bài nói chuyện đầu tiên, Ngài xin nhà cầm quyền mở lòng ra với người dân. Ngài đã cảnh báo họ hiểm nguy của một đất nước không còn dân. Bulgaria là nước nghèo nhất trong Liên hiệp Âu Châu. Các người trẻ bỏ nước ra đi vì tỷ lệ sinh ở mức rất thấp. Ngài tuyên bố nước Bulgari cũng như các nước khác ở châu lục xưa cổ phải đối diện với cái mà chúng ta gọi là một mùa đông mới. Một mùa nhân khẩu, một mùa đông buông xuống như bức màn băng giá trên khắp Âu Châu. Tỷ lệ sinh giảm, kèm theo đó là làn sóng di cư dữ dội kéo theo các làng, các thành phố không còn dân, nhiều người bỏ ra đi. Hiện nay, nước Bulgari có 7 triệu dân. Vào thời chế độ Cộng sản sụp đổ Nước Bulgaria có 9 triệu dân. Thánh lễ hôm chủ nhật ở Sofia có 12.000 người tham dự. Người công giáo ở nước này chưa đến 1% dân số.